Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kiêu xa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hơi đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cứ to, xem phim shopping, cuộc sống luôn còn bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Ủa em có chắc là Linh có ở quán cà phê nào không vậy? À, rồi ok, anh tin em nha. Em ăn đi, bánh ở đây là ngon số 1 luôn á. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Đó giờ em bán không mà em chưa bao giờ ăn luôn á. Trời ơi, từ từ đi thì trả lời, ăn hết đi, có ai dành của em đâu. Nè. Thôi được rồi, để em đi, điên quá. Ủa điên gì vậy chị? Điên gì vậy? Tính tiền cho chị đi, chị phải đi rồi. Tính tiền gì? Thì giờ tính tiền bánh nè. Thôi, quán là quán của em bộ, chị cứ về đi. Trời ơi, thôi để chị trả tiền cho. Chị cảm ơn em cái vụ mà bộ sưu tập đó. Cái đó là em giúp chị, còn cái này là để em trả cho, không cần đâu. Thôi, chị trả cho cái thằng nhóc này. Nhóc gì mà nhóc? Em nói cho chị biết nha, em đủ tuổi làm con gái người ta có bầu rồi đó, không có thằng nhóc nữa đâu. Thôi được rồi, chị không gọi thằng nhóc nữa, nè. Linh, ủa sao em ở đây? Trùng hợp quá vậy? Anh đi ăn uống cà phê với mấy đứa bạn, cái vô tình anh thấy em thôi. Tất cả chỉ là vô tình thôi nha, chứ anh không có cố ý gì đâu. Ủa, phải không cậu bé? Cái gì cậu bé? Thôi mà anh, trai mới lớn mà. Ủa, không phải em tính về hả? Ủa, không phải em định đi đâu hả? Em định đi nhưng em quyết định rồi. Em phải ở đây để chứng minh cho ai kia biết em không phải là cậu bé. Em ăn gì chưa Linh? Còn cậu bé chứng minh ăn gì chưa cậu bé? Hai đứa tụi tôi ăn rồi. Cái gì? Có mình em ăn à? Chị đã ăn gì đâu? Mình ăn thêm cũng được. Nếu như mà em ăn no rồi á thì thôi em ở lại đây nha. Đi nha. Đi Linh, chị ăn nè. Chị Linh. Matcha, sao anh biết em thích matcha hay vậy? Trời ơi, chỉ nghe Kim nói thôi. Nghe Kim nói là mỗi lần em thấy matcha mắt em sáng bừng lên đúng không? Chuyện này là cho em nè. Nè, anh sai rồi. Chị Linh của tôi là thích uống matcha chứ không phải là ăn cái này đâu. Chị Linh, đem ăn cho. Cậu bé bị gì vậy ta? Mấy ngày đâu ăn đúng không? Tính. Đói đúng không? Trời, Tính. Sao mất lịch sự vậy? Hả? Cái gì mà em nói với anh Hải? Em còn trẻ nữa hả? Thôi, không sao. Hồi lúc mình còn nhỏ giống nó đó anh cũng vậy thôi. Kệ đi, cái đó người ta gọi là gây sự chú ý với người lớn đó. Tôi không cần phải gây sự chú ý với bất kỳ ai hết đó. Má cha đi cưng ha. Anh nghe nói có phim hay lắm. Hay là mình ăn bánh ngọt xong mình coi phim nha. Linh, còn rủ chị Linh đi coi phim riêng nữa. Có ý đồ đen tối à, chị Linh đừng đi. Chị Linh, thằng nhỏ anh khen má cha đi nói nhiều quá. Chị Linh, em thấy cũng hay á. Hay là mình đi xem phim kinh dị nhá. Ê, phim gì cũng được chứ đừng phim kinh dị. Phim kinh dị anh sợ vô rạp cái là hất banh rạp cái mất mặt lắm. Dạ không, đàn ơi gì mà nghe tới phim kinh dị cứ quýu người. Thôi được rồi, vậy thì tụi mình sẽ đi coi phim gì nhẹ nhàng lãng mạn. Được, nó được á. Được. Khoan đã, em cũng muốn đi nữa. Ủa, em phải ở lại đây làm việc mà. Tới giờ tăng ca rồi. Thôi, có phim quan trọng hơn. Còn nhỏ thì đi làm đi ha, kiếm tiền đi. Có phim chi? Không, có phim quan trọng hơn. Đi chị Linh. Em, mình có phim nào lãng mạn romantic không? Dạ, hiện tại có 4 suất chiếu. 4 suất chiếu? Anh coi, em chọn đi nha. Em ơi, lấy cho anh phim Ác quỷ bóng đêm nha. Với H789. Em bị khùng hả? Anh Hải đâu có coi được phim kinh dị đâu. Giá 200 ngàn.
Chắc không sao đâu, anh thêm cái gì anh chỉ bị ám ảnh xíu thôi, anh vẫn coi được. Coi được không? Ổn không? Chắc ổn. Ổn hả? Ổn. Ổn trả tiền đi, 200 ngàn kìa. Ổn, dạ ổn. Vậy thôi mình đi vô coi ha. Đi đi đi, đi đi đi. Đi vô coi. This was an orphanage, not a mental institution. Amanda! Hey, I'm sorry. Anything like that? No, just like you said, we can talk about it later. Hey, check this out. Ôi, không sao, không sao. Không sao mà. Không sao đâu. Em chắc không? Mẹ kìa. Không, không sao, không mẹ phải kìa. Không phải đâu, tính á, tính. Mẹ thiệt mà. Tính. Không sao, không sao, không sao, không sao. Mẹ không giả bộ mà chị. Giả bộ cái gì? Em á nha, lúc nãy mà không phải tại em nằng nặc đòi coi phim kinh dị á, thì anh Hải đâu có bị vậy đâu. Đã không biết hối lỗi còn coi mồm nữa. Tính. Thôi xin lỗi anh đi, nhanh lên. Thôi, xin lỗi gì chứ. Thôi chắc không sao đâu, em đừng có la tính của tội nghiệp nó. Đó, em thấy chưa, em làm ra nông nổi này, anh Hải không có trách em mà còn binh vực em nữa. Xin lỗi nha Linh. Xin lỗi đi. Em có điện thoại, anh đợi em tí nha. Dạ nghe. Cái đồ giả tạo. Giả tạo cái gì? Anh bớt diễn giùm tôi đi. Anh cố tình sao mà lấy lòng với Linh như vậy? Ok, anh cố tình đó để lấy lòng chị Linh rồi sao? Anh cái gì? Coi cậu bé kìa, trời ơi, bức xúc cái gì vậy hả? Anh cố ý hết mọi thứ để mà có thể tiếp cận Linh dễ dàng hơn. Đúng. Chứ bây giờ hỏi em, chỉ có thể Linh xà vào vòng tay của anh thôi, chứ em thì không có cửa đâu. Anh cái gì nữa? Bây giờ muốn đánh nhau đúng không? Dạ con nghe mà. Con đã nói là con không có về nhà dì nữa đâu. Mẹ thử nghĩ coi, ở trong một căn nhà mà lúc nào dì cũng chì chiết con, so sánh con với những đứa con thành đạt thì mẹ có chịu nổi không? Lúc nào cũng nói là những đứa con kiếm được cả chục triệu. Con thề với mẹ là sau này con sẽ thành công trong công việc, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho dì không có coi thường mẹ con mình nữa. Mày chọn cái ngành đó rồi sau này lương tháng có khá không? Dì nói cho con nghe, dì mà có con trai đó hả, sau này dì cũng không cho con dì lấy một cái đứa như mày. Chỗ này chỗ của anh. Đi ra, đừng có dám chen vô. Chỗ anh không xứng đáng rồi đây. Đi ra. Anh không muốn gì đây. Đi ra. Cái gì vậy? Đến. Chị Linh, chị nhìn cái mặt ổng đi. Cái gì? Ổng là đồ giả tạo á. Ổng cố tình tới đây chứ không phải là vô tình gặp chị đâu. Rồi ổng còn giả bộ sợ ma để lợi dụng chị á. Nè nè, em đừng có tin những cái lời nói của Tính. Anh không hề lợi dụng em một cái gì hết. Thì ra anh cũng như những thằng đàn ông khác. Vậy? Háo sắc. Háo sắc cái gì? Háo sắc cái gì? Làm chị Linh của tôi, cảm anh. Chị Linh của tôi, chính của tôi, nghe nhỏ nói chuyện kìa. Làm như là Linh thích em không bằng vậy đó. Anh không có quyền nhìn chị Linh của tôi, tránh xa. Tránh xa cái gì hả? Sao? Em đừng tránh xa. Gì? Đi ra. Sao? Em đi ra. Ta đi. Hai người bị cái gì vậy? Tại sao hai người nhất thiết phải ngồi cạnh tôi vậy? Tại sao? Tại vì anh thích em. Tại vì em yêu chị. Anh Hải,
thích em thiệt đó hả? Có. Tính em yêu chị thiệt hả? Nhưng mà rất tiếc, tôi có người yêu rồi. Là tình yêu với thời trang. Đúng là có những lúc em cảm thấy cô đơn, cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc. Nhưng mà trong cuộc sống, đôi khi mình cũng có những thứ tình yêu cần phải thử sức và chinh phục. Khi ta tự tiến bước qua chúng ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó đây, ngày ngần chia xa lại không thể.